Vâng, xin chào quý vị. Đến hôm nay thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp tục công khai thêm 2.000 trang sao kê với số tiền ủng hộ bão lũ qua Vietinbank. Wow, con số rất là khủng khiếp thưa quý vị. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục sao kê số tiền ủng hộ qua số tài khoản của Vietinbank. Vào khuya ngày 13 tháng 9, fanbase của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục thống kê cái số tiền ủng hộ qua số tài khoản Vietinbank là CT1111 từ ngày 10 tháng 9, 2024 đến ngày 12 tháng 9, 2024. Đó. Fanpage này nói rằng là trân trọng cảm ơn tấm lòng của các cơ quan doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài nước đã đăng ký và ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 thông qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương. Xin phép cập nhật số tiền ủng hộ qua tài khoản dần lên trang của fanpage Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kèm theo đó là 2.000 trang sao kê số tiền ủng hộ qua số tài khoản của ngân hàng Vietinbank. Và coi như là tính đến là 17 giờ ngày 13 tháng 9, các tổ chức và cá nhân đã chuyển về tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là 775,5 tỷ đồng. Wow, số tiền rất là nhiều phải không ạ? Từ số tiền tiếp nhận được, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã có quyết định phân bổ và làm thủ tục chuyển tiền đến Ban Cứu trợ các địa phương đợt 1 là 388,5 tỷ đồng. Số kinh phí còn lại, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương tiếp tục rà soát để phân bổ sớm nhất đến các địa phương vùng thiệt hại do bão lũ. Nói về lý do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công khai sao kê tiền ủng hộ người dân bão lũ, ông Cao Xuân Thảo, trưởng ban phong trào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, việc công khai sao kê tài khoản ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lụt để tránh trục lợi cá nhân. Đó, dẫn nguồn từ báo Dân Trí. Theo ông Thảo, việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công khai 12.028 trang thông tin sao kê danh sách các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt tại ngân hàng Vietcombank tính từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 2024 để người dân có thể thấy được, giám sát và yên tâm tin tưởng những đóng góp của mình được đến đúng địa chỉ, đến được với người dân bị chịu thiệt hại. Ông Thảo cũng cho biết đó, là hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, rất nhiều các cơ quan đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể cá nhân ở trong và ngoài nước đã chủ động liên hệ chuyển khoản ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng do bão số 3 là Yagi gây ra. Bức ảnh này là của ông Cao Xuân Thảo, đó, trưởng ban phong trào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Và những ngày qua đã có hàng triệu tài khoản cá nhân chuyển tiền vào trong tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong đó có cá nhân ủng hộ từ vài chục nghìn đồng, nhưng mà cũng có người chuyển khoản đến là hàng trăm triệu đồng, thưa quý vị. Ông Thảo, ông nói rằng là đó đều là những nghĩa cử đáng trân trọng, thể hiện tình đồng chí, nghĩa đồng bào. Cái việc mà Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công khai sao kê tài khoản ủng hộ như trên mới chỉ là bước đầu. Sắp tới cái việc công khai bảng sao kê sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên liên tục. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang làm việc với Bộ phận Công nghệ Thông tin và bên phía của ngân hàng để có thể cập nhật đầy đủ thông tin về ngày giờ chuyển tiền, số tiền ủng hộ, tên, tuổi, cơ quan, đơn vị ủng hộ, nhưng sẽ che kín thông tin về số tài khoản ngân hàng. Bởi vì có những người không muốn lộ số tài khoản cá nhân nên chúng tôi phải làm việc với ngân hàng để che kín thông tin này. Theo báo Vietnamnet thì thời gian tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục công khai minh bạch đầy đủ hết những thông tin của những tổ chức cá nhân chuyển tiền ủng hộ tới địa chỉ tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương để người dân tham gia theo dõi và giám sát. Hôm qua thì ngày 12 tháng 9 đó, trên fanpage của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống kê số tiền ủng hộ qua số tài khoản Vietcombank là từ ngày 1 tháng 9, 2024 đến ngày 10 tháng 9, 2024 với là 12.028 trang sao kê thông tin chi tiết với số tiền ủng hộ của từng tổ chức cá nhân. Qua thông tin được công khai, cộng đồng mạng xã hội đã phát hiện một số những trường hợp khoe số tiền ủng hộ trên trang cá nhân của mình khác xa so với số tiền sao kê được công khai. Thậm chí có những trường hợp khoe ủng hộ
500 triệu đồng. Nhưng trên thực tế thì số tiền sao kê chỉ là 500 nghìn đồng thôi, thưa quý vị. Vụ rạp xiếc Trung ương ủng hộ bảo lũ 10.000 đồng. Chủ nhân số tiền là nhóm 10 sinh viên. Thông tin tập thể rạp xiếc Trung ương ủng hộ lũ lụt 10.000 đồng được cho là sai sót và đã được đính chính lại. Chiều nay ngày 13 tháng 9, đại diện lãnh đạo công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đơn vị đã kết hợp với các đơn vị chuyên môn khác vào cuộc xác minh vụ việc. Liên đoàn xiếc Việt Nam gửi 10.000 đồng ủng hộ bảo lũ. Trước đó, thông tin Liên đoàn xiếc Việt Nam chỉ ủng hộ có 10.000 đồng theo như sao kê của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khiến cho cư dân mạng hoài nghi. Nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng, giám đốc Liên đoàn xiếc Việt Nam cho biết phía Liên đoàn đã mời Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Công an quận Hai Bà Trưng, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội và Ban giám đốc Liên đoàn xiếc Việt Nam đến làm việc cùng. Theo điều tra làm rõ, được biết cá nhân thực sự đã chuyển 10.000 đồng cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ bảo lũ là một sinh viên, thưa quý vị. Như vậy là cái sinh viên này coi như là đã lấy cái tên là Liên đoàn xiếc Việt Nam để chuyển cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ từ thiện chỉ có 10.000 đồng thôi, làm coi như là liên lụy đến thanh danh danh tiếng của người ta. Vào buổi trưa ngày 13 tháng 9, cậu sinh viên đã thực hiện chuyển khoản Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số tiền 10.000 đồng với nội dung tập thể anh em rạp xiếc Trung ương ủng hộ, đã gọi điện đến đường dây nóng của Liên đoàn xiếc Việt Nam để thừa nhận đã chuyển khoản với nội dung nêu trên. Trong buổi làm việc, sinh viên này cho biết cậu ấy và 9 sinh viên khác lập nhóm Zalo có tên là rạp xiếc Trung ương để quyên góp từ thiện. Sau đó họ đã gửi số tiền 10.000 đồng ghi tên đơn vị chúng tôi gửi tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cậu sinh viên đã xin lỗi và nhận sai vì đã mạo danh rạp xiếc. Ông Thắng thông tin như vậy. Ông Thắng cũng cho biết ông và các nghệ sĩ đang tham gia cuộc thi xiếc quốc tế không biên giới ở Nga và rất đau đầu xen lẫn với bức xúc với tình huống này. Với ông, đây là hành động bôi nhọ Liên đoàn xiếc Việt Nam. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch cũng cho rằng thông tin Liên đoàn xiếc Việt Nam chỉ ủng hộ có 10.000 đồng khắc phục hậu quả thiên tai là xuyên tạc, là sai sự thật. Và ngay trong buổi chiều ngày 13 tháng 9, Bộ cũng đã có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Thông tin Truyền thông, Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đề nghị xử lý thông tin xuyên tạc sai sự thật. Đó, làm những vấn đề này là gây ra cái như là những cái điều mà nó không có đúng, đó, sai phạm. Nó liên quan đến cái danh dự của người khác, cho nên là đề nghị là cái như là phải là xem xét lại vấn đề này. Ngoài ra còn có những cái trường hợp là những người là KOL, tức là những người mà có tiếng nói trên mạng xã hội, những người nổi tiếng trên mạng xã hội lại là coi như là có những cái hành động đó, ủng hộ từ thiện thì chỉ có 10.000 đồng nhưng mà lại nói là thành ra là cả 100 triệu đồng, thưa quý vị. Thì trước mặt chúng ta là tờ báo nói về là Lewis Phạm là một cô gái chứ không phải là đàn ông, như quý vị. Lewis Phạm lại phong bạc 10.000 đồng thành 100 triệu. Sau khi bị bóc trần sự thật, phong bạc 500.000 thành ra là 500 triệu. Mới đây Lewis Phạm lại tiếp tục bị bóc trần lần nữa với 10.000 đồng được cô hô biến thành 100 triệu. Vừa sáng nay, Lewis Phạm tên thật là Phạm Như Phương vừa trở thành tiêu điểm của cộng đồng mạng vì màn phong bạc cực căng khi chỉ 500.000 đồng thay vì 100 triệu đồng ủng hộ cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như đã khoe. Trước đó, trên trang cá nhân Facebook, Lewis Phạm đã khoe giao dịch chuyển khoản cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục sự cố thiên tai với con số là 500 triệu đồng. Cô nàng còn dí dỏm dùng biểu tượng 8 cỏ 3 lá để che số tiền. Nhiều người căn cứ vào dãy biểu tượng cho rằng số tiền cô nàng chuyển khoản là 500 triệu đồng, nhưng Lewis Phạm vẫn không lên tiếng đính chính. Sau đại hội Jack Va đó, vào đêm hôm qua và các sáng ngày hôm sau, cư dân mạng ở Việt Nam không khó để truy vết được số tiền mà Lewis Phạm chuyển khoản chỉ có 500.000 đồng. Chính vì điều này, Lewis Phạm nhận về vô số chỉ trích vì cái lối sống phong bạc làm màu đến nỗi cô phải khóa trang Facebook cá nhân của mình.
Cư dân mạng ngao ngán vì số lần Lewis Phạm bị bóc trần lối sống phong bạc nhiều không đếm xuể. Tuy nhiên, đáp lại nghi vấn, Lewis Phạm chia sẻ trên broadcast cá nhân của mình trên nền tảng Instagram với nội dung rằng là: mọi người ơi, nhiều người hỏi mình chuyển khoản vào Mặt trận Tổ quốc về ngân hàng, mình chuyển khoản ở Vietinbank nhé. Có nhiều số tài khoản lắm ạ. Và không để cư dân mạng đợi lâu, vào tối nay Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lại tiếp tục sao kê ở số tài khoản ngân hàng Vietinbank. Cư dân mạng lại tiếp tục đại hội check qua và nhanh chóng tìm ra cái tên Phạm Như Phương trong 2.000 trang sao kê. Bất ngờ, đó chính là con số thật sự sao dãy biểu tượng 9 bông hoa của Lewis Phạm, thực chất chỉ là 10.000 đồng. Và nó bất ngờ làm cho lời nhắn nhủ của cô nàng trong broadcast cá nhân tiếp tục trở thành trò cười cho dân mạng. Hiện tại thì Lewis Phạm chưa lên tiếng đến chính bất cứ nghi vấn nào. Tuy nhiên, cư dân mạng lại phải ngán ngẩm trước lối sống phong bạc đến kỳ cục của cô gái này. Trước đó, Lewis Phạm đã không ít lần bị tố làm màu, có lối sống giả dối và phong bạc dẫn đến hình ảnh trong mắt công chúng trở nên tệ hại. Sự việc coi như là tiền ủng hộ quyên góp của Lewis Phạm đã là cái vấn đề tranh cãi, giờ càng bùng nổ tranh cãi hơn nữa. Trấn Thành ủng hộ bao nhiêu tiền cho vùng lũ? Cái số tiền mà Trấn Thành quyên góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt khiến cho nhiều người tò mò. Mới đây thì Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đăng tải hơn 12.000 trang sao kê tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 với tổng số tiền lên đến là 527,8 tỷ đồng. Sau khi những trang sao kê được công bố chính thức, cư dân mạng đã tìm ra những cái khoản tiền ủng hộ từ các nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng trong xã hội. Một trong số đó, khoản tiền ủng hộ từ sao Việt nhận được sự chú ý hơn cả. Như là MC Trấn Thành, cách đây chưa lâu ông xã Heroin khoe biên lai chuyển tiền ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, song giấu con số cụ thể, chỉ tiết lộ số tiền quyên góp trên 100 triệu đồng kèm theo lời nhắn nhủ: ngay lúc này họ thật sự cần giúp đỡ, chúng ta mỗi người hãy giúp một tay, nhiều hành động nhỏ sẽ có kết quả lớn, cầu mong cho mọi người được bình an. Và đây là cái ảnh chụp để chuyển tiền thành công của Trấn Thành trên trang cá nhân. Cho mới đến tới nay đó, thì những trang sao kê mới được công bố thì netizen đã soi được con số cụ thể từ sao nam được săn đón nhất nhì VBIS. Cụ thể, một tài khoản có tên là Huỳnh Trấn Thành phù hợp với thông tin của MC Trấn Thành đã đóng góp 200 triệu đồng và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trước đó thì Trấn Thành cũng từng công khai nêu quan điểm về chuyện làm từ thiện trên trang cá nhân. Nam MC viết rằng là: tôi không có thói quen làm từ thiện mà phải báo là làm ở đâu, bao nhiêu tiền. Bây giờ làm cái gì cũng phải báo cáo thì từ một hành động ý nghĩa thành đối phó với cộng đồng sao? Không, tôi không làm vậy đâu. Ngoài ra, ông xã Hariwon cũng từng nhấn mạnh từ thiện là tùy khả năng, ai có bao nhiêu giúp bấy nhiêu, đều đáng quý cả. Trấn Thành có làm từ thiện hay không thì trời đất biết, đất biết, Trấn Thành biết và người được tôi giúp biết thôi. Bên cạnh đó thì cũng hé lộ số tiền sao kê từ thiện của Cường Đô La và Đàm Thu Trang. Cuộc sống của Cường Đô La và Đàm Thu Trang nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Hơn 12.000 trang sao kê, đó là con số được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chia sẻ về việc quyên góp của các cá nhân, tổ chức nhằm khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra. Tính đến 17 giờ ngày 12 tháng 9, số tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi con số bão số 3 đó lên tới là 527,8 tỷ đồng. Bây giờ là trên 700 tỷ đồng rồi, thưa quý vị. Mới đây nhất, dân tình truyền tay nhau hình ảnh sao kê từ thiện của Cường Đô La và Đàm Thu Trang. Theo đó, số tiền mà vợ chồng đại gia Phú Núi đóng góp là 100 triệu đồng, cùng với lời nhắn: gia đình Si Chun, Su Tin, tên của con Cường Đô La đó và Đàm Thu Trang, chia sẻ yêu thương, mong mọi người bình an. Và ngay sau khi chia sẻ đó, hành động của vợ chồng Cường Đô La và Đàm Thu Trang nhanh chóng nhận được lời khen ngợi từ người hâm mộ. Có thể thấy gia đình Cường Đô La vẫn đang âm thầm ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vượt qua khó khăn. Giữa tháng 7 vừa qua, Cường Đô La và Đàm Thu Trang bị soi là có động thái lạ trên mạng xã hội. Cả hai đã ẩn hết toàn bộ bài viết.
tắt tính năng bình luận, chỉ để lại bức ảnh gia đình và những khoảnh khắc từ nhiều năm trước. Đã gần 2 tháng trôi qua, nhưng Cường Đô La và Đàm Thu Trang vẫn chưa có bất kỳ động thái nào thêm, khiến cho nhiều người không khỏi tò mò. Cách đây vài ngày đó thì Cường Đô La lộ diện trong buổi gặp mặt với khách hàng và đối tác. Nam doanh nhân chia sẻ hiện tại bản thân vẫn đang ổn định về sức khỏe và tài chính. Cường Đô La và Đàm Thu Trang tổ chức đám cưới vào năm 2019 sau khi kết hôn, chân dài xứ lạng rút lui khỏi làng giải trí, dành thời gian để mà phụ giúp chồng kinh doanh và chăm sóc các con. Sau 5 năm về chung nhà, cả hai đã có đủ nếp đủ tẻ. Không những vậy, Đàm Thu Trang còn ghi điểm vì cách cư xử tử tế, hết bậc yêu thương con riêng của chồng. Dù bận rộn công việc, thế nhưng Cường Đô La luôn dành thời gian để phụ giúp vợ chăm sóc các con. Chia sẻ về những cái bí quyết hôn nhân với Cường Đô La thì Đàm Thu Trang cho biết, trước khi quyết định sống chung với một người thì đối thoại rất là quan trọng. Chúng ta phải có một thỏa thuận trước hôn nhân. Nếu lấy nhau có điều kiện thì nên ra ở riêng. Ra ở riêng là trải nghiệm hai người cùng trải với nhau, như cùng nấu ăn, cùng làm mọi thứ. Như vậy sẽ là tự nhiên, khăng khít hơn. Còn ở với bố mẹ chồng, mình sẽ không thể thoải mái được. Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc, Quế Vân bị chỉ trích khi đi từ thiện vùng bão lũ. Có một đoạn clip được chia sẻ rầm rộ mới đây liên quan đến ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Quế Vân đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Những ngày vừa qua, các địa phương phía Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Trước những khó khăn này thì người dân trong và ngoài nước đã cùng chung nhau là hướng về miền Bắc, hỗ trợ nhu yếu phẩm, tiền mặt để giúp người dân sớm khắc phục cuộc sống. Bên cạnh đó thì nhiều người nghệ sĩ Việt thậm chí còn đến tận những cái địa phương đang bị ngập lụt, tận tay trao những cái món quà ý nghĩa đến bà con nơi đây. Tuy vậy cũng có một số trường hợp gặp phải không ít rắc rối, điển hình như ca sĩ Ưng Hoàng Phúc mới đây. Cụ thể là có một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc vợ chồng Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương cùng Quế Vân đang lội nước để đi vào một cái nơi ngập lụt. Thế nhưng chẳng có gì để nói nếu như một người trong ekip đã có những câu nói gây tranh cãi. Cụ thể, người này cầm điện thoại để chụp ảnh cho vợ chồng Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương và Quế Vân, đồng thời yêu cầu là mọi người đứng lui vào cái chỗ ngập sâu sâu đó cho nó ấy. Và cái câu nói này đã khiến cho cư dân mạng phẫn nộ, chỉ trích vợ chồng Ưng Hoàng Phúc lẫn ekip cho rằng những người này đang cố tình sắp xếp vào chỗ ngập sâu để chụp ảnh PR cho bản thân giữa lúc đồng bào miền Bắc đang trong cái nỗi đau bởi thiên tai mất mát. Tuy nhiên, một số netizen cũng không loại trừ cái khả năng người có câu nói kém duyên cỡ trên không phải thuộc ekip từ thiện của Ưng Hoàng Phúc và Quế Vân. Hiện đoạn clip liên quan đến vợ chồng Ưng Hoàng Phúc và Quế Vân đang là chủ đề bàn tán của cư dân mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thưa quý vị. Xin chào tất cả quý vị khán giả thân mến. Hôm nay Quốc Võ pha một cái bình trà đặc biệt để mời cho mọi người. Trước hết thì chúc cho cả nhà mình một ngày bình yên và sức khỏe tốt nha. Xin mời mọi người. Wow, trà ngon quá. Quý vị biết đây là trà gì không? Đây là trà Ashitaba của Nhật Bản, thưa quý vị. Khi gói như thế này. À, gói đẹp không? Đó, nó làm như thế này nè quý vị nè. Của Nhật Bản sản xuất. Thì cái trà bỏ trong bình trà nó pha như thế này nè quý vị. Cái trà này uống vô để là làm gì? Để là giảm mỡ trong máu, tức là giảm cholesterol, tránh đột quỵ, tránh đau khớp, giúp ngủ ngon, quân bình lượng đường huyết. Rất tuyệt vời. À, thì thưa quý vị, cái hộp trà nó như thế này nè. Đây. Hộp trà được thiết kế dày cứng rất đẹp luôn. Đó. Và chúng ta mở nắp ra đó, thì trong đây có 6 ngăn tất cả, mỗi ngăn là 10 gói. Như vậy tổng cộng là 60 gói trong cái hộp trà này. Ha, 60 gói. Hiện tại bây giờ thưa quý vị, giá bán chỉ có là 65 đô la thôi cho một hộp thôi. 65 đô la cho một hộp 60 gói trà này. Đó. Và quý vị có biết rằng là ngày hôm nay mình rất là vui, cho nên mình có một đợt khuyến mãi tuyệt vời cho quý vị. Nếu quý vị nào mua 4 hộp trà này, quý vị sẽ được tặng một hộp trà free. À, tức là mua 4 tặng 1 thưa quý vị nha. Mua 4 hộp được tặng một hộp. Tiền ship thì quý vị trả, nhưng mà thật sự mình nói tiền ship cũng không có bao nhiêu. Cho nên là đây là một cái đợt khuyến mãi tuyệt vời. Mỗi hộp 65 đô la mà mua 4 hộp được tặng một hộp. À, như vậy là coi như là khuyến mãi quá tuyệt vời thưa quý vị. Đó. Cho nên là đây là một sản phẩm của Nhật Bản sản xuất 100%.
Và những nhà khoa học đó họ nghiên cứu một cái lá cây gọi là lá cây Ashitaba và họ bào chế thành cái loại trà để uống, và cái trà này uống rất là thơm là ngon luôn thưa quý vị. Đó, mình uống cả ngày như vậy uống thơm ngon lắm. Nhưng mà giúp cho mình sức khỏe. Tại vì có quả làm việc rất là nhiều. Làm việc coi như là rất là nhiều cho nên một ngày mình ngủ không chừng từ 5 tới 6 tiếng thôi. Nhưng mà khi mình ngủ là mình ngủ rất là sâu và thức dậy rất là khỏe luôn. Cho nên mỗi ngày có thể là nói chuyện với khán giả như thế này một cách rất thoải mái. Thì nếu quý vị nào muốn order trà này đó, quý vị sẽ điện thoại cho có phỏ là số điện thoại là 714 247 9474 nha. 714 247 9474. Còn nếu quý vị nào mà ở nước ngoài, ở bên phía của Việt Nam thì quý vị add Zalo nha. Quý vị nhắn tin qua Zalo là cộng 1 714 247 9474 nha. Cộng 1 714 247 9474. Và bây giờ đó thì Quốc Võ sẽ giới thiệu cho quý vị hai sản phẩm nữa. Một là Đông trùng hạ thảo, hai là Fukudan. Quý vị nghe nói tới Đông trùng hạ thảo, quý vị nghe nói tới Fukudan rồi đúng không ạ? Nhưng mà thật sự mà nói đó, những sản phẩm này là những sản phẩm được sản xuất tại Mỹ 100%, cho nên chúng ta an tâm. Có nhiều sản phẩm sản xuất tại Nhật Bản rồi Hàn Quốc rồi nước này nước nọ, nhưng mà mình đang sống tại Mỹ, mình tin tưởng nhất vào sản phẩm của nước Mỹ sản xuất, tức là Made in USA là tin tưởng nhất 100%. Những tinh chất này, tinh chất của Đông trùng hạ thảo này được được làm từ Bhutan. Bhutan tức là một đất nước ở trên núi tuyết, là coi như là một cái nôi của Đông trùng hạ thảo nhất thế giới thưa quý vị. Thì họ lấy tinh chất đó họ làm ra thành những viên con nhộng, và một mỗi hộp này đó là có tổng cộng là 90 viên tất cả quý vị. 90 viên trong này. Mỗi ngày chúng ta uống 2 viên thì cái hộp này uống 1 tháng rưỡi là hết. Giá của cái hộp này là 200 đô la thưa quý vị. 200 đô la cho một hộp này thôi. Đó. Ngày xưa rất là mắc tiền nha, mà bây giờ nó rẻ rồi, chỉ có 200 đô la thôi quý vị. Và đặc biệt trong ngày hôm nay, nếu quý vị nào order hai hộp này là 400 đô thì quý vị sẽ được tặng free một hộp trà Ashitaba này và một chai dầu Tibet này. Chai dầu Tibet này á, là giống như cái dầu xanh đó quý vị, nhưng mà cái mùi là mùi cái mùi quế rất là thơm. Chúng ta là bị nhức đầu, sổ mũi, cảm cúm, đau nhức rồi bị con gì cắn á, thì quý vị cứ thoa cái dầu này vào, nó thơm, nó dễ chịu, mà dầu nóng mà nó hết ngay. Rất là tốt luôn. Chai dầu này có quả bán 15 đô la cho một chai dầu này thưa quý vị. Nếu mua lẻ nha. Quý vị nào mua lẻ là cái dầu này là 15 đô la. Nhưng ngày hôm nay đặc biệt á, mình có một cái đợt khuyến mãi tuyệt vời là nếu quý vị nào mua hai hộp Đông trùng hạ thảo, quý vị sẽ được tặng free một hộp trà 65 đô và được tặng thêm một chai dầu 15 đô la nữa. Đồng thời quý vị cũng được free ship luôn quý vị. Nếu quý vị nào ở trên nước Mỹ hoặc là quý vị nào ở Việt Nam thì quý vị sẽ được free ship. Còn nếu quý vị nào ở nước Úc hoặc là nước Canada hoặc nước khác đó, thì quý vị trả tiền ship, bởi vì tiền ship ở bên nước đó là nó rất là mắc. Đó cho nên mình không có free được. Còn riêng quý vị nào ở trên nước Mỹ hoặc là ở tại Việt Nam thì quý vị sẽ được free ship. Bây giờ nhắc lại là nếu quý vị nào mua hai hộp Đông trùng hạ thảo với giá 400 đô thì quý vị sẽ được tặng free một hộp trà Acetaba và free một chai dầu và free ship luôn. Đó. Một cái nữa đó là Fucodan thưa quý vị. Đông trùng hạ thảo á, là tác dụng của nó cũng là cái gì? Cũng là giúp cho là ngăn ngừa ung thư, hỗ trợ cho việc điều trị xạ trị và hóa trị ung thư, giúp cho bổ thận, bổ gan, bổ phổi, tránh tiểu đêm, tiểu nhắt, giúp cho chúng ta không có bị đau đau khớp và ngủ rất là ngon. Thì Fucodan cũng vậy quý vị, Fucodan cũng như vậy, nhưng mà Fucodan tốt hơn ở một chỗ là ngăn ngừa ung thư rất tuyệt vời. Và nếu quý vị nào đang bị ung thư đó thì hỗ trợ cho cái việc điều trị ung thư, tức là giảm tối thiểu cái sự phát triển của tế bào ung thư rất là tuyệt vời. Cho nên là cái Fucodan này mọi người rất là ưa chuộng. Và sản phẩm này được sản xuất tại Mỹ 100% thưa quý vị. Đó, tinh chất lấy từ của Nhật Bản nhưng mà sản xuất 100% tại Mỹ, cho nên chúng ta yên tâm là chúng ta dùng. Trong một cái chai Fukudan này đó là tổng cộng có là 180 viên. Mỗi ngày chúng ta uống 2 viên thì cái chai này mình uống là trong vòng 3 tháng là hết quý vị. Đó, một liệu trình là 6 tháng. Sau đó chúng ta nghỉ 10 ngày và chúng ta tiếp tục uống thưa quý vị. Đó, một liệu trình là 6 tháng thì là hai chai. Hai chai này mỗi chai 200 đô la, hai chai 400 đô la thưa quý vị. Và cũng đặc biệt trong ngày hôm nay luôn, quý vị sẽ được khuyến mãi tuyệt vời là nếu như ai mua hai chai đông hai chai Fukudan này thì quý vị sẽ được tặng free một cái hộp trà Acetaba và một chai dầu này, đồng thời được free ship luôn. Đây đây, cái hộp đây quý vị. Cái hộp này rất đẹp luôn. 200 đô la mỗi hộp, mua hai hộp 400 đô, được tặng free một hộp trà Acetaba 65 đô, được tặng free một chai dầu nữa 15 đô nữa. Món quà chúng ta được tặng là 80 đô la thưa quý vị. Đồng thời chúng ta được free ship mà chúng ta chỉ trả có 400 đô cho hai hộp này thôi quý vị. Đó, hai hộp đông trùng cũng là 400 đô, hai hộp Fukudan cũng 400 đô,
mua hai hộp nào cũng được tặng một hộp trà và một chai dầu hết. Còn nếu quý vị mua một hộp này cũng được luôn. Hộp này 200, hộp này 200 cộng lại là 400 thì cũng được tặng free một hộp trà, được tặng free cái này. Đó, quý vị thấy không? Đó, được như trong ngày hôm nay là khuyến mãi tuyệt vời luôn quý vị. Tuyệt vời luôn. Cho nên là mình chơi xả gàng. Thì nếu quý vị nào mà muốn order sản phẩm này đó, quý vị hãy mau mau điện thoại cho Quốc Võ. Số điện thoại là 7142479474. Nhắc lại là 7142479474. Quý vị nào ở Việt Nam hoặc là ở nước khác thì quý vị add Zalo ha, nhắn tin qua Zalo cộng 1 714 247 9474 nha. Cộng 1 714 247 9474. Đó, tuyệt vời không? Rồi, mời mọi người thêm một tách trà nữa đi. Ok. Quá vui luôn. Hôm nay là ba sản phẩm thôi là quá tuyệt vời thưa quý vị. Đó. Quý vị hãy mau mau chúng ta là cùng nhau mình thưởng thức những sản phẩm này để cho sức khỏe mình nó tăng cường thưa quý vị ha. Một lần nữa xin chúc cho tất cả mọi người một ngày thật là bình yên, hạnh phúc và thân tâm thường an lạc nha. Ok, I love you.